Và cũng trong sáng nay, tòa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm ông Trần Thắng Lợi, ông Trần Lê Tuấn và bà Lê Thị Hồng Minh đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Cử tri phường Mân Thái đã được thông tin về kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sắp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7. Các nội dung chính sẽ được thảo luận tại kỳ họp, tình hình kinh tế xã hội nổi bật của thành phố 6 tháng đầu năm, cũng như thông tin về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được nêu ra tại kỳ họp trước đó. Phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được từ đầu năm đến nay, đặc biệt là phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh cho người dân, cử tri phường Mân Thái cũng tiếp tục kiến nghị một số nội dung đến Hội đồng Nhân dân thành phố như quan tâm đến các thiết chế văn hóa tại khu dân cư, thực hiện văn hóa văn minh đô thị, bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hộ khó khăn, tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, giúp phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn phường, góp phần đưa quận Sơn Trà phát triển trở thành địa phương trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.